Đồng Nai điều chuyển 3 tổ trưởng cảnh sát giao thông ra khỏi lực lượng cảnh sát giao thông. 3 tổ trưởng trạm cảnh sát giao thông Suối Tre thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai đã bị điều chuyển ra khỏi lực lượng cảnh sát giao thông. Lãnh đạo công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa điều chuyển 3 tổ trưởng trạm cảnh sát giao thông Suối Tre ra khỏi lực lượng cảnh sát giao thông và thi hành kỷ luật đối với 10 tổ viên cảnh sát giao thông do sai phạm trong thực hiện quy trình tuần tra, xử lý trật tự an toàn giao thông. Theo Công an tỉnh Đồng Nai, vào tháng 8 năm 2022, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo thành lập tổ thanh tra đặc biệt để phòng ngừa tiêu cực trong xử lý vi phạm hành chính, đăng ký phương tiện, tuần tra kiểm soát giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt tổ sẽ phát hiện những cán bộ chiến sĩ có hành vi vi phạm quy trình công tác, có tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ, không xử lý những trường hợp vận chuyển hàng hóa vượt trọng tải, quá kích thước. Tổ đặc biệt này bao gồm 4 đơn vị, PV01, PX01, PX03, PX05 tham gia và do Thượng tá Nguyễn Danh Hương, Chánh Thanh tra Công an tỉnh làm tổ trưởng. Qua đó, tổ thanh tra đặc biệt đã phát hiện 3 tổ tuần tra của trạm cảnh sát giao thông Suối Tre có sai phạm trong thực hiện quy trình tuần tra, xử lý trật tự, an toàn giao thông. Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm xử lý nghiêm, điều chuyển khỏi lực lượng cảnh sát giao thông đối với 3 tổ trưởng và kỷ luật hình thức khiển trách 3 cảnh sát giao thông này. Công an tỉnh Đồng Nai cũng tiến hành kỷ luật hạ bậc thi đua năm 2022 đối với 7 tổ viên.